đơn giản, nhưng mà đi theo cả một team thì nó là tạo ra sự rất là ăn khớp với nhau như bộ sưu tập vậy. Mình nghĩ là phần freestyle ở đâu chăng nữa thì kể cả các Fashion Week ở Mỹ này, ở London, ở New York, ở Milan thì họ cũng đều mang những cái phong cách riêng.